Tại Hà Nội, Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo giới thiệu lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã ban hành quyết định công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ông Đỗ Thắng Hải cho biết, đây là những sản phẩm doanh nghiệp đáp ứng hệ thống các tiêu chí thương hiệu quốc gia Việt Nam và là đại diện cho thương hiệu Việt Nam. Chương trình thương hiệu quốc gia đã góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò quan trọng của thương hiệu trong việc giao tăng giá trị sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và khẳng định vị thế trên thị trường thông qua 3 tiêu chí chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 7 năm 2020 vẫn thu hút được sự quan tâm tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp. Đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cũng như phát triển thị trường nội địa.